Đầu tiên chúng ta sẽ đeo đai vào xung quanh bụng và điều chỉnh mức độ chiều dài dây cho phù hợp, sao cho đai massage ôm chặt vào vùng bụng của chúng ta. Tiếp theo chúng ta sẽ ấn 2 lần vào bên trái bảng điều khiển để khởi động chế độ rung. Sẽ có 3 mức độ rung khác nhau, từ thấp đến cao, các bạn có thể lựa chọn tùy theo nhu cầu của mình. Và chúng ta cũng sẽ ấn 2 lần vào bên phải bảng điều khiển để khởi động chế độ nhiệt. Ở chế độ nhiệt cũng sẽ có 3 mức độ nóng khác nhau, các bạn cũng có thể điều chỉnh tùy theo nhu cầu của mình. Cảm giác khi tôi đang đeo sản phẩm rất là thoải mái và mức độ làm nóng cũng vừa phải, không quá nóng đến mức gây bỏng rát như các sản phẩm thông thường khác. Và mức rung cũng phù hợp, không gây khó chịu trong quá trình sử dụng. Ngoài vùng bụng ra, các bạn có thể sử dụng sản phẩm ở bất kỳ vùng nào các bạn mong muốn, chẳng hạn như vùng bên hông.